Đây là những hình ảnh về bãi biển Nguyễn Tất Thành, đoạn tiếp giáp với khu đô thị Đa Phước, thành phố Đà Nẵng. Nhiều ngày qua, rác từ thượng nguồn theo các sông trôi dạt về vịnh Đà Nẵng đã khiến khu vực này ô nhiễm, gây mất mỹ quan đô thị. Khoảng 1 km bờ biển với chiều rộng khoảng 50 mét có đến hàng chục tấn rác. Nhưng mà thường kỳ là bão mới có thôi, chứ bình thường mùa hè là không có. Rác là từ nguồn nguồn xuống mà, núi xuống, con quê trôi ra như rơm rạ đó đó. Ra cầu sông Hàn không? Là cái vịnh nó phải tấp vô đây. Nhưng mà nhân lực làm tuyệt để thế chứ còn yếu là làm nổi đâu. Nhà sáng này lạnh xuống cũng đông, nó xuống mười mấy người bên môi trường bên. Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng đã phải thuê phương tiện, máy xúc đến hiện trường để xử lý số rác. Ông Trần Văn Tiên, phó giám đốc công ty này cho biết, sau mỗi đợt mưa, khu vực này lại gánh rác từ các con sông, miệng cống đổ xuống. Sau các đợt lũ lụt, đơn vị đều tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh bãi biển. Những ngày tới, đơn vị này sẽ cho xe xúc xuống bãi biển, gom hết rác lên xe ben, sau đó rác sẽ được chuyển về bãi rác Khánh Sơn để xử lý. Thời gian làm sạch bãi biển trong khoảng 2 ngày.